không xin được kính chào quý vị nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba thị trường đã à, xin lỗi cả nhà ngày thứ hai phiên mở cửa tuần thì thị trường của chúng ta đã bắt đầu có những cái tín hiệu tương đối là khởi sắc thị trường tăng điểm index tăng điểm mạnh nhờ lực kéo của nhóm trụ và một số anh chị em có inbox của có lên là với cái xu hướng thị trường hiện tại như vậy thì nó đã tốt chưa và nó đã tối ưu chưa thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại trong cái kịch bản phân tích tuần đó, Trong cái bản tin phân tuần video số 163 thì chúng ta đã có Phân tích khá là chi tiết về chỉ số VN index, VN30 và phá sinh Thì các anh chị em thấy rằng trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì index của chúng ta đã nhún về đâu đó cái điểm chỉnh cung Kỹ thuật của index là xuyên soát đến vùng 1065 Và sau đó thì bắt đầu nó có một cái lực hồi và lực hồi đầu tiên các anh chị nhìn thấy cái 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 xu hướng này, lực hồi đầu tiên thì nó bắt đầu nó hồi về lại quanh vùng 1080 và khi về đến cái uh, vùng này thì nó bắt đầu nó có cái độ rơ. Đó, bao giờ nó cũng vậy và nó test thành công ở cái vùng 107770 và bây giờ nó đã bắt đầu uh, kéo vượt thoát lại vùng 1090. Như vậy uh, như vậy trong cái kịch bản mà phân tích tuần của chỉ số VN Index, các anh chị lưu ý nếu như ở uh, phiên ngày mai index tiếp tục kéo vượt lên Index kéo vượt lên cái vùng ở đây là vùng kháng cự 1010 và sau đó và sau đó thì nó cần có một cái nhịp trả long à, nhịp trả sọt về khoảng quanh vùng 1085 1080 tức là ở đây các anh chị chúng ta có được một cái phân kỳ tăng nó nó phải hình thành được một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn thì như vậy đấy là một kịch bản tích cực của thị trường Ờ à, cho dù đó là nó kéo trụ hay là kéo cái nhóm gì đi chăng nữa thì khi mà index của chúng ta hình thành được một cái xu hướng thiên hướng kỹ thuật ở đây, đó là một cái điều rất quan trọng. Tức là vùng 1010 nó sẽ trở thành một cái vùng kháng cự của index ở trong ngắn hạn. Các anh chị lưu ý. Và khi gặp cái vùng kháng cự này thì index của chúng ta sẽ quay trả ngược trở về à cái vùng khoảng 1080, có thể là có có thể cho phép đến vùng 10775 cũng được nhưng đẹp nhất sẽ là trên vùng 1080 cộng. Vì sao? Bởi vì các anh chị nhìn thấy ở đây uh, Index của chúng ta liên tục đi ngang tích lũy Ở trong một cái biên hẹp 1070 đến khoảng vùng 1083 Các anh chị đã uh, xem bản tin tuần của Hùng rồi Thì Hùng đã có nói đến đây các anh chị Đó vùng 1083 đây Đấy cái vùng 1083 đây ạ Đó ok đó thì khi mà nó tích lũy lại à nó tích lũy ở trong cái biên từ 1070 đến 1083 và nó bứt thoát được cái vùng 1083 ở đây thì nó cần quay trở lại test công nghệ thuật lại thì như vậy đấy là một cái kịch bản rất tuyệt vời của chỉ số VN-Index. À, đối với chỉ số VN30 ở trên bản tin phân tích tuần à, 163 thì các anh chị cũng đã nắm được rồi. Đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cái điểm test kỹ thuật đầu tiên của chỉ số VN30 cũng có phân tích ở khoảng quanh vùng 1075 điểm Và các anh chị nhìn thấy trên chart kỹ thuật 15 nó đã có liên tục có những cái gì có những cái cây nến sâu kim. Nó sâu kim ở qua biên 1 uh, 1075 và sau đó nó kéo lên được ở uh, cái vùng 1083. Và hiện tại thì nó đang tiệm cận lại uh, cái vùng 1 100 các anh chị lưu ý như vậy thì cái vùng 1100 này nó cũng sẽ trở thành một cái vùng kỹ thuật rất là quan trọng Có thể nếu như thị trường tích cực thì nó sẽ kéo lên vùng 1010 và sau đó thì ạ Nó cần phải quay test kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 1080, 1083 Nó trả lại Đây này cái điểm trả đầu tiên nó sẽ là ở vùng 1090 Điểm này là bao nhiêu ạ Đây đừng gì, cái, cái con này lên đây tí 1090 ok đây là 1083 ok trả lại 10 đó tức là trả lại 1090 và một hoặc là sau đó thì sẽ là 1083 đến 1085 tích lũy lại và lực long bắt đầu bật lại và nó tiếp tục break cái cản 1110 này lần thứ hai thì đấy sẽ là thời điểm rất là tuyệt vời ok à, đối với chỉ số vn30 f1m thì uh, trong cái kịch bản phân tích tuần video số 163 thì các anh chị cũng lưu ý lồng nó đã có dự báo cái điểm chỉnh kỹ thuật đầu tiên nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 1070 và các anh chị nhìn thấy hôm nay ạ Trong phiên ngày hôm nay thì nó đã có những cây nến sâu kim Và thậm chí nếu như chúng ta view to to lên chỗ này một tí Thì chúng ta cũng nhìn thấy được đấy Đây tức là khi mà nó chạm về vùng 1070 Thì nó đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây nến 7 cây nến M5 ở quanh 10 uh, uh, quanh 1070 và sau đó thì gì ạ? lực long bắt đầu ở đây là lực long bắt đầu uh, đi vào đấy đường uh, tín hiệu đường ACD bắt đầu có tín hiệu long lên và đây thì nó có một cái nhịp sọt ngắn ở đây đó và bắt đầu gần kết phiên thì thị trường nó bắt đầu long khá là mạnh đó, chủ đạo là phiên ngày hôm nay thì nhìn chung nếu như góc nhìn gọi là tiêu cực một tí đi gọi là kéo trụ để long phải sinh ok và trên góc độ kỹ thuật của chỉ số vn30f1m thì các anh chị cũng lưu tâm cho hùng lê chúng ta đã có nói đến cái vùng này rồi một 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 Tức là chỉ số này có thể nó sẽ kéo long lên ở khoảng quanh vùng 1100 và thậm chí là có thể kéo lên vùng 1100, 1110 và sau đó nó cần phải trả long và nó sẽ trả lại về quanh vùng 1090 và sau đó khoảng 1085 hoặc có thể là 1080 nó sẽ cần phải trả trả lại ở đây và và từ đây thì chỉ số phái sinh của chúng ta cũng cần phải có có một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn ở đây đó và khi nó nó hình thành được cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn này và nó không bị phá vỡ nó thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tuyệt vời đó vậy thì bộ ba tham số chung của thị trường trong phiên ngày hôm nay nhìn chung là tích cực nhưng để mà đánh giá được cái mức độ xác thực để mà đánh giá được cái mức độ happy và để đánh giá được cái trend kỹ thuật của thị trường chúng ta sẽ cần thêm tín hiệu trả cung cái vấn đề thứ hai ở trong cái thời điểm hiện tại ở trong buổi chiều ngày nay thì Hùng đã có tổng hợp ở đây rồi để cho các anh chị em là 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 trên team của Hùng lên nắm được. Thế còn các anh chị em ở bên ngoài thì Hùng đã cố gắng làm một bản tin ngắn. Thì um, chúng ta có ba cái khẳng định một số khẳng định sau. Thứ nhất là trên cả kỹ thuật ngày thì bộ ba tham số chung của thị trường của chúng ta chưa bị phá vỡ cái up uptrend, tức là cái đường trendline của nó vẫn đang rất là ok ở chính vậy nên là các anh chị có thể vẫn còn nắm giữ lại những cái vị thế tức là những cái cổ phiếu lãi thì chúng ta đã chốt lãi rồi thế còn những cái cổ phiếu nó đang bị kẹp lại hoặc chúng ta chưa ra hàng được thì chúng ta có thể cầm lại bởi vì sao bởi vì cái chạc kỹ thuật ở trên chạc này thì thị trường của chúng ta vẫn đang là một uptrend cái ý thứ nhất cái ý thứ hai là phiên ngày hôm nay thì index của chúng ta đã lấy lại được gần suýt soát một phần hai một phần hai cái 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 thân nến xanh 1 phần 2 cái thân nến xanh Đây các anh chị à, Thân nến đỏ trước đó Tức là như vậy là gì Sau 3 à, phiên tích lũy Thì phiên ngày hôm nay là một phiên đẩy nến tăng Và như vậy nếu như nó tích cực đó như cái kịch bản Hùng đã phân tích là index phải đánh vượt lên trên cái cái, cái đường chen line đỏ đây các anh chị đó là vùng 1100 và sau đó nó quay trở lại test cung kỹ thuật thành công ở vùng 1080 như hùng đã có phân tích 1083 1085 đó của index thì khi đó chúng ta sẽ à, có thể bắt đầu à, dò thêm bắt thêm các vị thế À vì sao chúng ta lại phải à, nói đến cái kịch bản này bởi vì các anh chị nhìn lại đây, ở trên cái chàng ngày thì sau một cái nhịp mà index đẩy tăng ở đây là phiên ngày 20 tháng 12 các anh chị, 20 tháng 12. À, à xin lỗi cả cả nhà. Phiên ngày 6 tháng 12. Phiên ngày 6 tháng 12 thì index của chúng ta xuất hiện một cây nến đỏ đặc và đạp rất là mạnh thì nó cũng sau một cái nhịp tăng của chúng ta đấy ạ. Thì à, phiên ngày 1 tháng 2 của chúng ta cũng xuất hiện một cây nến đỏ đặc dài và sau đó thì nó đang có ba cây nến tích lũy thì các anh chị nhìn thấy đấy ở đây thậm chí là đã đã có đến 9 cây nến tích lũy ở sau phiên ngày 6 tháng 12 năm 2022 thậm chí là có những cái phiên mà nó đã lấy lại được quá bán 2 phần 3 thân nến giảm trước đó nhưng mà phiên này thì nó cũng bị nó bị tụt thì sau 9 phiên 9 phiên tích lũy ở trong một cái biên Tương đối hẹp thì đến ngày đến đến phiên ngày 20 tháng 12 thì in đây của chúng ta bắt đầu bị trượt mất cái vùng 1035 điểm ở đây và nó 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 chơi một uh, đây phiên này chính là phiên ạ? Uh, nó nhúi và nó chơi một cái phiên một cái điểm giảm rất là mạnh ở đây để diện uh, nó hình thành một cái uh, cái nhịp giảm và chính cái nhịp giảm này và sau đó thì nó xuất hiện uh, uh, nó xuất hiện uh, xuất hiện một cái phiên tắt ao bắt cá nó xuất hiện một phiên ta nào bắt cá ở sau đó và thị trường của chúng ta bắt đầu phục hồi vậy thì ở đây chúng ta phải chuẩn bị cái tình huống gì thứ nhất trong trường hợp mà ở đây hùng đã có phân tích ba cái kịch bản giống như chúng ta vừa mới nói xong ờ, thì kịch bản thứ nhất đây nếu như mà index mà kéo lên ở trên cái vùng một một và test lại vùng một nghìn tám thành công và lực long quay trở lại đánh lại lần thứ hai thì lúc đó là chúng ta bắt đầu có những cái nhịp cơ cấu đó, mua cổ phiếu đó an toàn trong trường hợp nếu như index đi ngang ở vùng 1070 đến vùng 1100 đó thì tại vì sao chúng ta lại nói như vậy? Thì ở đây index của chúng ta cũng đi ở trong một cái biên hẹp thì ở đây nó cũng như vậy, index của chúng ta sẽ khả năng cao sẽ ở 1070 và nó sẽ đi ở biên mắc ở trên này sẽ là 1100. Đó thì nó đi ở trong cái biên này thì chúng ta làm gì? Chúng ta tận dụng tối ưu, ví dụ khi thị trường có chỉnh giảm đỏ thì chúng ta mua tại những vùng hỗ trợ và thị trường hồi lên những cái nhịp. Đây. Ví dụ đây nhá. Đấy thì ví dụ như trong trường hợp này nó giảm này, nó hồi lên đây thì bán này, rồi có những nhịp mà chạm cái vùng cả trên này thì các anh chị cân nhắc ở chúng ta bán ra cổ phiếu. Còn khi mà nó cái đây của chúng ta nằm dưới dưới này thì chúng ta sẽ cân nhắc mua thêm ở cổ phiếu thì đấy là cái phương pháp phương phương án là như vậy. Còn trong cái tình huống thứ ba, nếu như mà index bị mất vùng 1070 thì khi đó chúng ta sẽ tính toán kịch bản tiếp theo của thị trường, tức là khi đó index có thể về vùng 1050, 1045 và 1043. Tại những cái vùng này thì khả năng cao thì thị trường mới bắt đầu có những cái nhịp tích lũy. Ok. Như vậy là gì? Như vậy là phân tích kỹ thuật là gì? Chúng ta sẽ hình dung được à, các cái tình huống có thể xảy ra. Và với tình huống A thì chúng ta làm gì? Với tình huống B thì chúng ta làm gì? Và với tình huống C thì chúng ta làm gì? Và trên cơ sở tổng hợp những cái tình huống như vậy chúng ta đã nắm ở trong lòng bàn tay. Vậy thì khi uh, thị trường chạm các cái mốc kỹ thuật A B C hoặc là uh, đi theo kịch bản A B C thì kịch bản A chúng ta làm gì, kịch bản B chúng ta làm gì, kịch bản C chúng ta làm gì. Ví dụ bây giờ thị trường sideways thì kịch bản của Hùng lên là chúng ta sẽ pha cà phê để chúng ta uống. Uh, tận tận dụng lướt lát một tí. Uh, có cái gì đấy thì ok đúng không ạ? Tức là nếu mình index cứ đi từ vùng 1070 đến 10 ờ uh, 1100. Uh, trong trường hợp nếu mà nó kéo lên vùng 1100 rồi nó test lại vùng 1080 mà nhìn thấy ổn, dòng tiền lại Uh, thị trường của chúng ta lại bắt đầu đánh khoảng tầm 17 17 có những phiên 17 20 000 tỷ. Ok, sẵn sàng xuống giống, mua full mà tin những cái mã cổ phiếu chúng ta đang quan tâm. Uh, trường hợp thứ ba nếu như index bị mất vùng 1070 ok, như vậy là khẩn trương hạn chế cái cái mặt tin xuống bởi vì như vậy là thị trường có thể có một cái nhịp nhún như thế này. Đó để chúng ta bảo toàn lợi nhuận bảo toàn bảo toàn cái cái cái, cái tài khoản của chúng ta để tránh trường hợp bị cô mặt tin bị cô phọc sale nó rất là đau đớn. Ok. Um, thế thôi còn uh, có một cái điều đáng lưu ý nữa ở trong thời điểm hiện tại Là có một cái yếu tố đó là cái um, thị trường trái phiếu Thị trường trái phiếu hiện tại đang là một trong những yếu tố mà chúng ta không thể lượng hóa được vào cái phân tích kỹ thuật Các anh chị lưu ý như vậy uh, Chính vì cái vấn đề này nên là uh, nó cũng đang treo lơ lửng ở trên đầu Và lỡ may nó có những cái tín hiệu nào đó nó xấu hoặc là nó có những cái tín hiệu nào đó đổ bể thì nó sẽ là một cái hệ lụy rất là khó khăn lên thị trường chứng khoán. Vì như vậy thì nó sẽ tác động trực tiếp đến các cái doanh nghiệp, đó, các cái doanh nghiệp của chúng ta và uh, đặc biệt là doanh nghiệp về bất động sản, các doanh nghiệp huy động về trái phiếu. Mà khi đã tác động đến bất động sản rồi thì chắc chắn sẽ tác động đến ngân hàng, uh, tác động đến chứng khoán và bộ ba uh, bất động sản, chứng khoán, ngân hàng bị tác động đồng thời thì thị trường của chúng ta sẽ rất khó khăn để mà bứt phá bởi vì nó là ba cái thằng trụ cột, nó là ba cái thằng xương sống của thị trường rồi. Và khi những cái thằng xương sống của thị trường mà nó ốm miếu, nó què quạt thì như vậy là cái tài khoản của chúng ta nó không thể lên được đâu các anh chị. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta cũng vừa phân tích trên cái chạc kỹ thuật ngày để chúng ta dò tìm ở những cái kịch bản thị trường có thể xảy ra. Đó và đồng thời thì chúng ta cũng vừa 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 theo dõi thêm các cái tín hiệu thị trường để chúng ta vừa phân tích vừa dõi theo và vừa dò theo xu hướng. Và để các anh chị em mà chúng ta có nhận thêm các cái phân tích kỹ thuật thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về với team của Hùng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta nhận được những cái phân tích trực tuyến trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Bởi vì những cái phân tích trực tuyến nó có những cái giá trị rất là lớn giúp cho các anh chị em thứ nhất là có một cái tâm lý vững vàng ổn định trong cái quá trình đầu tư và giúp cho chúng ta có được nắm được cái đường đi nước bước của thị trường để chúng ta hình dung ra được các cái kịch bản tích cực hay tích cực và từ đó thì chúng ta sẽ có những cái hướng hành động tốt hơn, tối ưu hơn. Ở bản tin ngắn thì nó chỉ như vậy thôi ông lê xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản tin ngắn tiếp theo